tuần lễ mừng Phật Đản Phật lịch 2566 tại thành phố Đà Lạt, cùng với các hoạt động xã hội từ thiện, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt đã tổ chức nhiều sự kiện về văn hóa, tâm linh, trong đó có lễ thắp sáng Đài Sen trên Hồ Xuân Hương. Sau nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật và các tiết mục của dàn đồng ca Phật tử, bảy đài sen đã được thắp sáng trên Hồ Xuân Hương và sẽ tỏa sáng trong tuần lễ Phật Đản năm 2022. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 5, Phật giáo Đà Lạt cũng đã tổ chức lễ tắm Phật và phóng sanh, bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và lan tỏa tình yêu thương nhân ái đến mọi người trong xã hội. Nghi lễ rước Phật bằng các xe kết hoa tươi rực rỡ và trang nghiêm từ tổ Đình Linh Quang đến Thủy Tạ, Hồ Xuân Hương cũng đã tạo dấu ấn rực rỡ cho mùa Phật Đản năm nay. Tuần lễ mừng lễ Phật Đản Phật lịch 2566 còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như chương trình trao học bổng tặng quà cho học sinh sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt, phát quà từ thiện, chia sẻ yêu thương đến hàng trăm người tàn tật, hộ nghèo thuộc các huyện Cát Tiên, Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh và thành phố Đà Lạt, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.